ODN2 channel. Chào các bạn, tiếp tục clip hôm nay chúng ta sẽ giải một bài toán về mô hình hóa hệ thống lò xo và vật nặng. Đề bài như sau: viết phương trình mô hình hóa hệ lò xo vật nặng bằng hai phương pháp, thứ nhất là phân tích lực, thứ hai là sử dụng định lý Lagrange. Thì clip hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn phương pháp phân tích lực, và clip lần sau thì, mình sẽ giới thiệu các bạn sử dụng định lý Lagrange. Chúng ta sẽ vào bài toán. Thì ta sử dụng cách 1 là phân tích lực. Thì ở trong môn cơ học lý thuyết thì khi phân tích lực thì chúng ta sẽ tách vật ra và thay vào đó các cái phản lực liên kết. Thì cụ thể chúng ta tách vật M1 và chúng ta sẽ giả sử cái chỗ cố định vật M1 và vật M2 nó đang đứng yên, chỉ có vật M1 là chuyển động theo phương x. Thì ta thấy là khi vật M1 này á, nó chuyển động theo phương x này, thì lò xo K1 này với hệ số K1 này nó sẽ giãn ra. Như vậy sẽ có một cái lực kéo về, tức là lực đàn hồi kéo về. Thì ta đã biết là lực đàn hồi F sẽ bằng là K nhân cho delta L, mà do vị trí này là nó bằng 0 rồi. Vị trí này bằng 0, như vậy delta L sẽ bằng x1. Như vậy F này sẽ bằng K1 nhân x1. Đây là một lực. Tiếp tục ta sẽ thấy là giữa vật M1 này đang chuyển động, còn M2 này ta giả sử nó đứng yên. Như vậy sẽ có một cái lực nén, thì như vậy cái chiều nó sẽ đi xuống rồi. Còn nếu mà lực giãn thì nó sẽ ngược lại, có một cái lực nén, và cái độ lớn lực nén này sẽ bằng, ta có là F lò xo sẽ bằng, tức là F đang ngồi sẽ bằng K nhân cho delta L. K ở đây là K2, delta L sẽ bằng cái độ giai đoạn này sẽ bằng x2 trừ x1, do x2 lớn hơn x1, tức là x2 nó tích cực, còn x1 nó đang ở trong trường hợp này nó đang tiêu cực. Như vậy cái lực mà lực nén này sẽ bằng K2 x2 trừ x1. Tương tự như vậy chúng ta sẽ phân tích lực với một cái vật là vật M2. Thì khi phân tích lực với vật M2, ta xem M2 là chuyển động M1 và cái chỗ mà nổi này, cái chỗ cố định này là nó đang đứng yên. Thì M2 nó chuyển động xuống này, xuống như vậy. Như vậy cái chỗ này nó đang còn giãn ra, nó giãn ra. Mà nếu nó giãn ra thì sẽ có một cái lực kéo về có độ lớn là K2 x2 trừ x1, do cái đoạn này là như vậy. Thì hai cái lực này này thì về độ lớn nó sẽ bằng nhau, nhưng nó sẽ ngược chiều. Cái lực này và cái lực này nó sẽ ngược chiều. Tương tự như vậy với khi mà M2 nó di chuyển và cái chỗ cố định này nó chúng ta xem là cố định, thì ở đây sẽ xuất hiện một cái lực nén này. Thì mình sẽ vẽ lại cái hình này để cho dễ hình dung. Alo, giờ ta sẽ xét cái lực mà ta thấy là khi M2 ta xem là chuyển động M1, ta tưởng tượng nó đứng yên, và cái chỗ nổi này ta cũng tưởng tượng nó đứng yên. Thì mình đã xét cái lực này rồi, giờ đến cái lực mà của lò xo 3 này. Thì M2 chuyển động, cái chỗ này sẽ nó sẽ nén, như vậy sẽ có một cái lực hướng xuống vậy.
do nó nén nên sẽ có một cái lực hướng xuống. Và cái độ lớn của cái chỗ này nó sẽ bằng là nó sẽ bằng K3. K3 mà nhân cho cái vị trí này mà trừ x2. Như vậy cái vị trí này chúng ta xem cố định nó bằng 0 rồi. Đây bằng 0 mà trừ x2. 0 trừ x2 thì chúng ta đảo chiều lên đây. 0 trừ x2 thì để đơn giản ta sẽ đảo chiều cái chỗ này lên đây. Đó. Ta sẽ đảo chiều nó lên đây. Như vậy chúng ta đã phân tích được cái lực như như cái hình này. Như vậy quá trình phân tích lực đã xong. Khi phân tích lực xong thì chúng ta áp dụng cái định lực 2 Newton. Thì đối với vật 1 á, thì định lực 2 Newton có dạng là tổng tất cả các lực sẽ bằng M nhân A. Đầu tiên chúng ta xét vật 1 này. Xét vật 1 thì ta có là tổng tất cả các lực, thì ta có là ở đây có tất cả là hai lực và bằng MA. Thì M ở đây là M1, A ở đây là đạo hàm hai lần theo ly độ của vật 1, tức là x1 2 chấm. Do cái lực này nó ngược chiều, nó ngược chiều với cái chiều dương ta chọn là cái chiều dương đi xuống này, là tức là x1 này. Nên đây là trừ. Để dễ thì mình cũng sẽ vẽ ra. Alo. Thì ta tiến hành phân tích lực. Thì đối với vật M1 thì ta có áp dụng định lực 2 Newton, ta có là tổng tất cả các lực sẽ bằng MA. Thì ta có là lực này là ngược chiều với cái chiều chuyển động, nên đây là trừ. Ta đặt tên đó là trừ FS1. FS1. Lực này nó cùng chiều với chuyển động nên ta cộng FS2 đây. Và bằng MA. Thì MA này ở đây là M1 nhân cho x2 chấm. Mà ta thể vào đây thì ta có là FS1 này á, thì nó bằng K1 nhân X1. Như vậy đây là vô trừ trước này nên trừ K1 nhân X1 cộng FS2, thì FS2 nó cùng chiều do đó nó cộng, thì cộng K2 X2 trừ X1 M1 X1 2 chấm này, đây X1. Tương tự như vậy ta sẽ phân tích lực đối với vật 2. Thì tương tự như vậy ta sẽ phân tích lực với vật 2. Thì vật 2 gồm có vật 2 gồm có cũng cũng có là hai lực là FS2 và FS3. Thì ta thấy là chiều của hai cái lực này nó ngược chiều chuyển động, nên ta có là áp dụng định luật 2 Newton, ta có là đây sẽ là trừ FS2 trừ FS3 sẽ bằng M2 mà nhân cho x2 2 chấm. Thì ta thể FS2 nó sẽ bằng là K2 nhân x2 trừ x1, mà do trước này có dấu trừ nên đây là trừ K2 x2 trừ x1. Tương tự như vậy FS3 sẽ bằng K3 nhân x2, trước đây có dấu trừ nên đây là trừ K3 nhân x2 và bằng M2 nhân x2 2 chấm, tức là M2 nhân với gia tốc. Như vậy chúng ta đã giải xong cái bài toán này tại đây. Thì các bạn có thể biến đổi để đưa về phương trình như dạng là ma trận. Clip kết thúc tại đây. Chúc các bạn học tốt.